Chào các bạn nhé. Bây giờ là mọi người đang chuẩn bị giao huyệt nhé. Mình chạy đuổi theo máy quốc các bạn, họ đi rất là nhanh nhé. Bây giờ Nguyệt đào sẵn ở trên kia rồi chú ơi. À? Nguyệt đào sẵn ở trên kia rồi à? Cái gì? Ờ, đào rồi. Đào. Bây giờ đường đi lên dốc á. Phải không ạ? Không đi một mạch lên à? Thank you.
Đường neo lên đây là rất là dốc các bạn nhé, neo lên đỉnh núi. Mình phải chạy các bạn, không phải đi đâu. Quá là vất vả các bạn. Đường này rất là dốc nhá. Đi thì vừa đi như kiểu vừa chạy. Mình sắp không thở nổi. Nếu mà mày thì họ thay phiên nhau khênh nhé. Mình không thể đuổi kịp kia. Hai người khênh quân tài vậy. Nên tiết trên đỉnh núi các bạn, mình chắc sắp chết rồi.
Mẹ hàng không cháu? À, cháu không đi nổi chú. Không đi nổi đây. Vâng, không thở nổi. Con còn đeo cái dốc kinh nữa. Dốc này dốc đứng luôn. Nhanh quá nhỉ. Chào quận. Cuối cùng thì người ta cũng đến nơi. Đi qua một quả đôi một con đèo. Bây giờ ấy là chôn luôn em nhỉ? Lấp đất luôn đúng không? Đây mình chú anh rồi chỉ có khác.
这个是这个叫好多了嘛，叫不完。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 叫不完
đó. Thì bây giờ